ơi, rồi trời ơi. Rồi chui vô hang nữa kìa, chui vô hang nữa kìa. Chui vô hang nữa kìa. Nhái nó chui vô hang mất tiêu. Đây. Ừ. Rồi rồi, chỗ này dữ rồi. Trời ơi, tới ba cũng con rồi các bạn ơi. Trời ơi, con thuốc đó nữa kìa. Mình chào tất cả các bạn nha. Trời ơi, bỏ đi chào cái này không quay xuống cái này không chứ. Mình chào tất cả các bạn. À, đây là Phát Sông Nước. Chào cô chú nha. À, đây là bé Thao. Chào cô chú. Đây là nhái miền Tây. Đây là bông lúa miền Tây. Quá lỗ rồi, đi nguyên cái đoàn này nữa các bạn. Giờ mình đi ra ngoài ruộng mình đi soi các bạn ơi. Coi gì bắt cái đó. Rồi. Có cá bắt rồi. Cá. Rồi đúng rồi, giờ rồi, mình đi tiếp tục các bạn. À, nè nè nè. Nè các bạn, đây là cái đường con rắn nó đi nè các bạn ơi. Nè. Đó, nó đi cái đường đường nè. Đó. À, thấy chưa? Đây nè các bạn. Cái đường con rắn nó đi cái nào quá trời luôn nè các bạn ơi. Đây nữa nè. Đây cái đường rắn nó chạy nè các bạn. Nè. Ừ, cái dấu này là dấu rắn bò nè. Đi ra ruộng đi mấy ông cố. Không lẽ xuống bò luôn. Thôi, đi ra tới. Chạy cái đục ngầu luôn nè. Ra tới đường nước nè. Hồi nãy mình thấy ngon cái gì con. Ra tới đường nước này cá gù quá lố rồi các bạn ơi. Nó lên á, bây giờ nghỉ ngưng mưa cái nó dồn nó ở đây nè. Làm gì vậy? Làm như hết nước thì có vui, có vui nữa hả? Rắn chung các bạn ơi. Quá trời luôn. Rắn chung anh bỏ chạy luôn rồi đó nè. Trời, trời ơi, đang con nữa, đang con nữa. Mẫu ơi. Trời ơi. Ủa cái đường nó bò lên trời. Cái đường nó bò nè. Đó. Cái đường nó bò nè. Sao ra bắt. Đó, đó. Bạn thấy chưa? Ê, dòm tôi có chủ không nha, nhảy ra bắt lại luôn nha. Ừ. Đại luôn. Xin lỗi chủ nha. Rồi ra bắt đại đi các bạn ơi. Ủa ghẹ này bắt đâu? Nắm đuôi á. Nắm đuôi á. Ừ, đặng cho nó quay đầu lại. Mới đi giờ thấy hai rắn trùng luôn. Cái gọi là nghe có thấy. Ừ. Trời ơi, nhái thấy rắn trùng anh sợ. Ừ. Không dám bắt. Đây, đây con nữa nè, đây con nữa nè. Bên đây nữa nè. Đây con nữa nè. Coi đi. Mới ra gặp rắn là nhái nghĩ ra nó vô nha. Ờ, cái gô. Cái gô dưới đường nước. Cái gô nữa hả? Đâu? Nè nè nè, bắt rắn này trước đi, để nó bò. Bắt đầu lên làm gì vậy? Hướng bình minh đi. Không, nhái không có đây. khỏi ngấp bát á, tao uống dưới nước cá gô lử trên đây, quá trời, ngay, dạ, sợ rắn sợ rắn, ờ, nó bị chụp cá gô dâm rồi kìa, trời ơi, sợ rắn sợ rắn, ừ, ừ, đây, hai con này bắt rồi, lúa mới xạ các bạn, nè lúa mới xạ nè là cá rắn lên. Không, bây giờ mình trời ơi, nó lú đầu lên luôn rồi kìa. Trời ơi trời. Trời ơi, cá vậy mà không thấy. Nó nhột cái đầu lên đó, nó nằm như cục sình vậy đó. Thằng ghê chạy đó. Đó 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 đó. Đó đó đó. Trời ơi, cô mề nha. Gọi đèn ngay, điện gọi đèn ngay, không có thấy được. Gô chính hãng nha. Gọi cặp bên á, đừng cứ gọi ngay con cá. Đó, một chú gô mề. Cá gô hết tay nội ơi. Ờ nhái thấy cá gô ngồi bẹp luôn. Đâu rồi coi. Nó lên là lên cặp mà chứ không có ăn con đâu. Trời ơi, bắt bỏ nháy rét luôn. Đi về dài tới luôn đi. Tôi thấy hai con quận mà. Mà bùa hông quá trời các bạn ơi. Rồi, xem phim. Không có rồi, có rồi. Đi, tiếp các bạn ơi. Kìa, 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 mấy em cố ơi, kìa kìa. Nè, 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 đây, 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 con cá gô này. Gô này nữa. Nè, tao mới thấy. Rồi, nè, nè, đừng đợi ngay nè. Đừng đợi ngay. Đây nè, đây nè. Đây phải không? Đó, đó. Đây phải không? Ừ, đó. Lên, lên, lên. Ừ. Bắt cá phải kỹ thuật. Rồi. Rồi, chạy đây, 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 nè. Kỹ thuật cua bắp. Đó, còn, đó, 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 đó. Chuối hả? Xích lại đây một chút.
đâu đâu mất tiêu rồi. Mất tiêu mất ơi, mất gì nhái hả? Một con cá rô nữa, trời ơi, cá rô nữa các bạn ơi, con đực đâu con chạy đi con chạy đi con chạy xuống đây chụp chụp nhắn gáo các bạn ơi, coi còn nhắn nữa rồi. Đó chạy ra rồi, rồi. Rồi. Khè. Vậy là nó lên cây các bạn ơi. Lên cây mà thấy mình chạy xuống. Rồi. Nè đây nè 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 nè. Chạy giờ coi. Chụp, ông thầy chụp ông thầy. Chụp bình thường. Nè, cái thật ra. Ừ. Quay rồi, quay, quay. Ừ. Hay quá các bạn. Chụp tao luôn, chụp tao luôn. Cái này là gắn gáo nghe các bạn. Táp kìa. Các bạn. Dí vuốt kìa. Vuốt đứt cái đầu luôn. À. Ôi giời ơi. Nhấp kìa. Nhấp. Tại nãy diễn chơi thôi chứ nè, lụm nè. Đó. Một con. Nó ngốc ngay chỗ con. Bây giờ sao? Rồi sao bỏ đâu? Sao bỏ đâu? Kiếm về chỗ con. Bỏ thùng. Ê. Chơi kỳ vậy. Đây các bạn. Ôi ôi ôi, tắm cá rô kìa. Nè tắm nhai hết trơn gắn gáo nè các bạn. Trời ơi. Ăn ngay vô. Ngon. Lẹ đây nó xuống nước. Ê ê. Gắn nước. Đây. Ồ. Lắm. Đâu 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 con ơi. Đây. Đây. Ồ, đây. Trời ơi, con chậm con này chưa. Con này mình chụp con này luôn. Lấy dây cột lại, lấy dây chuối, lấy chuối thao. Đó đã các bạn ơi. Gắn nước. Trời ơi nó xịt nước. Con cứ có tiền. Có tức rồi, có tức rồi, có tiền, có tức rồi, có tiền đó. Trời ơi, gặp bốn con rồi đó các bạn ơi, hồi nãy hai gắn chung, bây giờ thêm hai gắn này nữa rồi. Thêm hai gắn này nữa. Kìa đó, 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 ờ. Buộc cái treo đây đi. Đù, quá hai đứa nó quấn lại rồi. Có hai đứa nó quấn lại rồi. Hai đứa nó làm gì? Quấn lại chứ làm gì? Rồi các bạn ơi, hai con chuẩn... các bạn ơi. Thấy nó chuẩn bị phóng xuống mương rõ ràng. Quay đi hai cái con đâu cũ. Nè hả? Không. Ừ. Không. Cái gì? Còn hai, còn hai con luôn đi. Còn hai con vô đầu đi nè. Trời ơi, hai con quấn nhau kìa. Con đầu bự ha. Còn cũng quấn lại. Nha cô chú ơi. Lấy gì chú coi. Mai định đi kiếm cá rô gắn chung mà sao dính gắn gì trên bờ nhiều quá vậy. Rồi xếp lại. Đến đi kiếm cá rô đi sôi rồi gặp gắn hai con luôn các bạn là được tổng cộng bốn con rồi đó nghe để nó chảy á. Sẽ chơi dừa chút nữa giờ treo lên cây dừa đó đi rồi đây bây giờ mình treo dừa gắn gắn nước luôn à quánh quánh không gắn quánh nó có rồi đi các bạn ơi bây giờ treo lên cây dừa đỡ đi rồi đó mấy này mình lấy con đi chuối mình dắt quần rồi bây giờ mình đi tiếp nữa các bạn ơi. Người mới ra bắt được hai gắn chung con gắn gáo con gắn lạ ôi quên con gắn nước ai đừng ơi kìa 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 đây ở ngoài đó con nữa kìa ờ đó con nữa kìa hai con luôn các bạn ơi thảo con dám ra ngoài không. Nè. Từ từ có không? Lúa người ta đó. Nè nè nè, cầm mấy thùng giùm mấy cái. Bằng chân nó nhỏ. Còn đây con nè. Nó đang lũi chưa? Một con. Nó đang lũi chưa? Nó đang đấm đầu sình luôn. Đó, thao bắt dính còn gắn chung nữa các bạn ơi. Rồi đây đây con nữa nè thao. Lụm hả? Đó, lụm luôn. Coi chừng nó cắn nè. Không, gắn chung thằng này nó không có cắn đâu. Ghê chưa, chụp đầu luôn. Ừ. Mấy con rồi? Bốn con rồi. Mùa này là mùa của nó các bạn. Được hai cái gôn nữa. Con nhái ai bỏ đó chi trời. Rồi. Rồi, các bạn ơi, nãy giờ đi cũng lâu rồi các bạn. Đi mấy cái đường nước. Bây giờ tới vườn luôn, tới đất luôn. Đâu. Trời ơi, nè. Bả trời nó bò trên bờ luôn nè. Bò nó nằm luôn rồi. Trời ơi, gắn cà bá luôn quý ơi. Lượng ha. Nước luôn.
nói chung thả thiệt bỏ vô giùm em đây đây, tới mình ra tay rồi, tới 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 bông lúa ra tay các bạn ơi. Nào đậu nào đít trời, đậu đít con này bự gì được đó, con này bự quá trời luôn, bự quá trời nè, đen nữa. Ủa người gắn này về mình làm gì không ta? Băm sao, băm sao nó cắt đi đi vòng cũng bộn nè chú, nhức mỏi lắm á. Mỗi cái này là làm đi, thuốc á. Kiếm tiếp nữa, nếu vậy là tôi đi nữa. Kiếm tiếp nữa các bạn ơi. Trời ơi, đi mình đi qua luôn á các bạn. Gắn thấy đằng trước mà gắn trung nằm vậy không thấy. À, đây nè. Trời ơi. Gắn trung nằm không thấy luôn Huy ơi. Wow, nhức quá tài. Quá tài. Ôi giời ơi. Ôi. Đang chui nè. Đang chui. Trời ơi, gắn vậy mà đi không thấy luôn trời. Để đâu chui kìa. Sao chui thấy hình cảnh đó. Mà cái cỏ nó bắt hoài á. Ôi. Đâu có cái đuôi á mà. Cái đuôi á. Kìa kìa, bò lại chân kìa, bò lại chân kìa. Bộ hồng quá. Hôm nay vậy là bội thu rồi cả nhà ơi. Hôm nay đi gắn trung mà ta không thấy luôn các bạn. Đó 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 nghe kìa. Nói chung là tại nó ở trong cỏ mình không thấy nghe các bạn. Anh đi qua rồi mà anh thấy nó còn đám cỏ nhúc nhích dòm lại gắn lùi giống. Rồi đi tiếp các bạn ơi. Đi. Tiếp nữa các bạn ơi. Phát đi tới đâu bạn? Phát về đâu phát? Đâu phát? Cá. Cá. Chạy. Rồi, xuống luôn. Rồi. Không luôn. Xuống luôn rồi. Tới dưới rồi đó. Ở chỗ nào? Đây nè, hai đứa này đó. Các bạn coi anh nhái anh gái cá bắt kìa. Đó, trời ơi, nó mặt cùi cùi luôn trời. Cái gù ta đâu rồi? Nè, đây nè. Điện thoại. Ờ, cá gô cái nụ hết tài rồi bác ơi. Cá gô. Con trời thấy nữa. Gô hả? Đậm rồi. Trời ơi, nó bay lên cho đó luôn. Trời ơi, nó lóc qua kìa. Trời ơi, coi đi kìa. Đi kìa các bạn. Đi kìa. Đi với anh thôi. Đi nay lụm cũng được hết. Đi nay lụm cá gô rồi lụm luôn rồi tù lưa hết các bạn. Gắn chung chứ cái nãy giờ có con lương nào. Con lương nào đó ba. Ủa gắn ừ gắn chung với gắn nước gắn giáo ha 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 dính cá gô đó thì tháng này lên là lên cặp không hả để giờ được mấy cá gô ba con hả ông nội bốn con nhảy đâu vậy ờ đen con nữa bốn con ờ bốn cá gô trời ơi đúng anh nhìn gắn chung nó chung thùng rồi nó quấy ớn ớn thiệt các bạn ơi đen thui bóng lũn đi hết cái gô rồi trời ơi gắn trung gút vô gút vô gút 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 gạt cái này có lùi nè có lùi nè có lùi nè đó 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 để coi nó lùi còn tới đâu trời ơi lùi tiêu luôn này cho để coi nó lùi một cái lẹ đi chạy vô luôn để cho nó lùi khúc trời ơi cơ đâu lùi tốt với trình luôn yeah gắn trung bự quá trời luôn ơi. Vô thục như trong cái đầu kìa. Hiền luôn các bạn. Nghe anh đang hỏi anh Cảnh đâu, anh Cảnh đâu. Cái này gắn trung này nó tới 22 gắn trung bạn ơi. Nó mới xả nó đi là ngon quá. Tiếp. Nó lũ về mấy em hồi quên luôn. Nó lũ vô đây nó giờ được hai nhái rồi. Sao con giá bắt tía con? Cái này nó bắt con bù tọt chứ đâu bắt nhái đâu. Đây con nè. Cái này đây con, bắt con bụt tọt đàng hoàng rồi nha, đừng có nói bắt nhái nha. Đi. Trời ơi, cặp ơi, con gắn trung cà bá luôn coi kìa. Trời ơi, nó bò trời. Gốm luôn con nội. Trời ơi, con ơi. Đó nữa hả? Con nó bò dấu nè, nè, đó, các bạn dòm cái dấu con rắn nó bò thấy không? Đó, cái dấu là dấu mới rõ ràng luôn á. Nó dưới sình mới chui lên. Nó dưới sình nó mới chui lên nè, nè, theo cái đường nè. Đó, 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 nó bò theo cái đường á. Ghê không? Quá lạ. Lấm liền. Quá trời, giấc nãy ngoài ruộng mình mông. Bữa nay đi bắt trúng gắn trung quá trời các bạn ơi. Nè, cái này có gì? Ở đâu, ở đâu? Người nghe chỗ này nó quận, thấy quận như gì? Cái gì con nè? Cái chị con đâu? Ừ. Đó cái chị con đó. Cái chị con luôn. Ờ bắt gì bắt gì? Bắt nè, này nè. Nè mò. Ừ mò ngay chỗ này nè. Đây nè, chỗ đục nè. Chỗ đục nè. Ờ, cái chị con nhóc luôn kìa. Ngay chỗ này nè. Ngay cái tài của chú Cảnh con. Ừ. Dạ. Cái chị con á nhóc luôn. Hú hú. Gì vậy? Chị con. Ơi.
cá gô, trời ơi, cá gô lớn cũng là thứ gô bự các bạn ơi, cá chì con quá trời ta. Đây mình có mình để mình bắt mình nuôi á. Rồi, cá chì con quá trời. Đi tiếp các bạn ơi. Cá chì con nó lên nó đẻ quá quậy. Bắt con. Đi tiếp các bạn ơi. Cái chỗ này cá chì. Trời ơi. Hai con. Trời ơi. Cái gì như vậy? Trời ơi. Ổ nghe ổ rồi. Nè. Nó bò lên chân gì? Trời đây con. Hơn là trùng lên con này đang con nữa. Đâu? Rồi. Vô hang rồi nè. Vô hang con nè. Trời ơi. Vô hang nữa, vô hang con nữa. Mò 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 gút 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 ra. Trời ơi, chui vô hang nữa kìa, chui vô hang nữa kìa. Chui vô hang nữa kìa. Này, nó chui vô hang mất tiêu. Đây. Ừ. Rồi rồi, chỗ này dữ rồi. Vô hang dữ à. Trời ơi, tới ba cũng con rồi các bạn ơi. Trời ơi, con thuốc đó này kìa. Con này vô hang nữa nè bác ơi. Dẹp rồi, chú đúa mùng nội. Nè, con này chui vô ngắt mất tiêu giờ nè. Ôi, chui lên rồi. Ngã cái thùng. Nó dẹp là tôi ớn quá. Dẹp tôi ớn. Ta là tôi bắt sao không được mà nó dẹp là tôi ớn rồi. Chụp. Con tôi nó dạng hơn tôi nữa. Lẫm đầu. Đầu. Thôi bỏ vô. Trời ơi. Trời ơi. Đây thu hoạch thành công rồi. Má ơi. Trời ơi, cái này ra câu mà cả ký á, ký gắn trùng luôn đó các bạn ơi. Cá rô gắn trùng này cỡ ký mấy? Gì vậy anh nhái? Ờ, cây gắn ơi. Cả ký hơn ký gắn trùng rồi đó các bạn. Dài. Trời ơi. Rồi. Giữ thằng trời. Thằng đi, tiếp. Thôi đi đi, tôi nghỉ á. Chứ thấy cánh chung này tôi ớn quá. Tôi coi nó bò nè, ông nội ơi. Trời ơi, giống này giống con gà, con gì á mà. Cò. Cò hả? Cò. Cái này giống cò. Ở ngoài ruộng lại có gà. Con gà đây nè. Gắn gắn. Rồi rồi, đây 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 đây. Thấy không? Nè nè nó bò nè. Thấy không nè? Nè. Đúng rồi đó. Nè. Mới bò lắng lại. Dấu đó nè, dấu đó các bạn. Dấu này nè. Không mà cả nhà thấy gắn kiểu này mà dấu nó bò vậy rồi sao cả nhà? Nó bò là cái đuôi nó còn quẹt quẹt bên á, con gắn chung này là dấu nó bò vậy. Thôi, đó các bạn. Để coi nó chui đâu rồi. Chui hả? Chui với nhái hả? Vô hang chui gì đâu. Ghê quá. Trời ơi, nhái lụm nó thảy lẹ tay lẹ. Ủa còn nữa nè. Dấu quá trời luôn. Quá trời dấu trời. Nè cái dấu này cà bá luôn ơi. Trời ơi. Trời trời dấu cà bá luôn. Cái dấu nè. Cái dấu à. Đi lần theo cái dấu à. Là cái dấu nè. Ừ. Rồi. Dấu nhóc. Có hang không mình làm chứ hả? Nè nó lên nó ướt nhẹp nè. Ừ đúng rồi, nó lên nó ướt nhẹp á. Không lẽ vô hang này. Nhái thì gió là nhái sợ nhưng mà chắc vô hang này quá. Cái dấu nó mới quét cái mới chát luôn nè các bạn. Có nó rồi thôi đi môi hang đi. Vô đây nè. Nè. Ờ nè, vô đây nè. Tôi nói mà. Hay sạc tôi ơi. Ui, đừng cãi tôi. Nhái biết bắt gắn hang nó. Lú 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 gắn cái dấu bò vô gõ. Dấu bò vô gõ ra. Trời các bạn ơi. Nó bò lên nè. Đó 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 đó. Bò lên luôn nè. Đó. Ta cái cái lăn lăn vô đó mà. Trời ơi. Ả bà nội mày. Biết sao không? Nó bò mà cái bò cái dấu mới chát mà. Mới chát là. Lượm bỏ vô các bạn ơi. Gì? Trời ơi, quá trời luôn các bạn ơi. Còn dấu nữa. Không luôn. Bữa nay đi khẩm gắn chung rồi. Nè 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 nè. Không mà quay đừng coi ngay. Nè nhìn cho cả nhà xem nè. Là cái dấu này là nó đang bò nè. Cái dấu là dấu gắn chung nữa đó các bạn. Dấu gắn chung nữa nè. Tại vì gắn chung nó bò cái dấu nó ăn khúc. Không mà cái này nhái bắt nhưng mà nhái thả lại nha. Đây mỗi vui là... mỗi bắt con gắn nước là khủng hoảng luôn nè các bạn, gắn nước là tới 7 kg lận á. Đây mình thả lại nha. Đã 7 tỷ á. Nhỏ là thả lại nha. Tao nói hôm nay gan tay gắn cầm nguyên con khô á. Gắn nhỏ. Cái con gắn nước này là 7 tỷ nè các bạn ơi. Gắn nhỏ mới bắt. Chạy đi chạy đi. Ừ mày chạy đi. Dậm dậm vô. Chạy chạy. Đi chưa trời ơi. Quay sát xuống. Phục lại quy. Đó 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 đó. Nó táp rồi. Táp cái điện thoại à. Táp điện thoại á. Táp điện thoại. Đó. Đăng TikTok tôi nhiều đó cũng được. Nó giữ nó nhỏ mà nó giữ á. Cái chung vậy á. Giữ cái nó táp vô điện thoại kìa các bạn. Quay xong tới người khác quay đi. Quay nhiều đi chứ. Rồi các bạn ơi, giờ mình quay trở về các bạn ơi. Đây là nhái miền Tây đi trước các bạn. Nãy giờ đi bắt lâu quá trời lâu rồi.
đây bông lúa miền Tây luôn. Đây tới thao với thác sông nước luôn. Mùa hông quá trời các bạn ơi. Bây giờ mình về tới chỗ rồi. Tạm biệt các bạn nha. Trời ơi, nè. Đây các bạn ơi. Đó, đi về, đi về mà còn nữa nè các bạn. Mày tới số mày thiệt rồi. Mày gặp con này nhỏ. Đi về tới nhà mà. Ôi chui vô, chui vô. Lụm hết. Đó. Con nhỏ các bạn. Con nhỏ hả? Mà giờ mình ăn hay mình thả? Lụm. Lụm. Thôi thả. Lụm luôn. Thôi thả rồi bay. Đây con chung nữa nè các bạn. Cũng nhỏ nữa. Con này đang lộn. Đang lộn nè. Gặp đây con nữa cả nhà. Nè. Đang lộn. Con này cũng nhỏ xíu. Đây con cũng nhỏ nữa nè. Con này con đang lột thôi. Đang lột. Bỏ uổng quá. Bỏ thùng lại. Bỏ vô thùng nè. Rồi. Nó đó. Thấy nè. Thôi thả nó đi. Lỡ rồi bắt luôn đi. Vậy, mai bầm, mai bầm ăn luôn. Lá cách xào. Gắn chung này mà xào với lá cách là nó không tệ nha. Gắn nước, gắn lại, gắn chung cái rồi. Một con gắn nước, một con gắn lại. Còn gắn chung nè. Bắt gắn chung mới các bạn. Em cố quay dữ vậy. Bữa nay thành quả quá trời rồi. Thẩm luôn. Mà trời ơi cá rô nữa kìa. Gắn là dám cầm mà gắn. Trời ơi cột cái ruột gắn rồi. Ê con kia tát rồi. Rồi, thôi các bạn coi nè, thành quả anh em mình ha. Rồi kết thúc video tại đây, các bạn nhớ đăng ký kênh của đồng đội mình. Nhái miền Tây, cảnh miền Tây. Rồi cảnh miền Tây 84. Cảnh miền Tây 84, phát sông nước.